Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là làm một cái đề mô về làm cái tab trong cái phần sử dụng là bootstrap 4. Thì chẳng hạn như đây là một cái tab này chẳng hạn. Rồi, bên này thì tôi có cái tab. Thì khi mà chúng ta chẳng hạn như tôi đang đứng ở cái tab free như vậy, và khi mà chúng ta refresh lại cái trang thì chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ đứng ở lại cái tab free. Ví dụ như bây giờ tôi refresh lại thì nó lại redirect về cái tab 1, như thế này thì không được. Ví dụ như trong trường hợp cái tab của chúng ta mà có mấy cái form ở trên từng tab, chúng ta có cái form, và khi nếu mà chúng ta submit cái request xuống server và xử lý thì đương nhiên là chúng ta phải trả về ngay cái tab hiện tại của người dùng. Còn nếu mà như trong trường hợp này đơn giản như chúng ta refresh lại thì nó lại redirect về cái tab 1 như vậy, thì nó làm cho cái trải nghiệm của người dùng người ta rất là khó chịu. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo về sử dụng cái tab ở trong cái thằng Bootstrap. Ví dụ như bây giờ như cái demo trên cái trang demo này thì khi tôi refresh chẳng hạn, đó thì nó vẫn giữ lại ở cái tab hiện tại cho tôi như vậy. Đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm như sau. Tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra một cái folder này, demo menu tab Bootstrap 4 như vậy. Rồi ở đây tôi cũng có cái folder CSS để tôi sửa chứa cái file Bootstrap cho mình CSS như vậy. Thì các bạn có thể download ở trang Get Bootstrap nha. Các bạn vô cái trang getbootstrap.com và các bạn chọn vô download. Thì các bạn chọn vô cái phần compile CSS này và các bạn download nha. Tôi thì tôi đã download về rồi. Cái này là Bootstrap 5. Các bạn chọn cái bản table hơn là Bootstrap 4.5 nha. Đó, các bạn đào cái version 4.5 về cho nó table của cái phiên bản 5 vừa nãy là cái phiên bản mới, nhiều khi nó chưa có table thì xài nó nhiều khi nó không có test thì nó không có chính xác. Thì hôm nay tôi sẽ sử dụng Bootstrap 4.5 nha các bạn. Thì các bạn có thể XO download này, rồi các bạn download cái phiên bản nén compile CSS JS thì tức là nó nén rồi. Các bạn sẽ bỏ nó vô cái ví dụ như cái folder của tôi, thì tôi bỏ cái file bootstrap.min.cs thì tôi sẽ bỏ vô cái folder CSS như vậy. Rồi có folder phong thì tôi tạm thời tôi tạo ra vậy, tôi chưa cần dùng đến thì tôi cứ tạo ra vậy. Rồi tiếp theo là folder js thì tôi có cái file bootstrap.min.js, rồi có file jQuery.js, rồi có file custom. File custom là dùng để viết mấy cái tùy chỉnh CSS riêng của tôi. Rồi rồi tôi cũng tạo ra một cái trang HTML là demo menu tab như vậy. Thì tiếp theo là tôi sẽ sử dụng cái thằng Visual Studio Code để tôi viết. Tôi sẽ mở cái Visual Studio Code của tôi đây. Rồi tôi sẽ chọn vô Open Folder. Tôi sẽ mở cái folder của tôi lên. Tôi sẽ vô desktop và tôi mở cái folder này. Demo menu tab in Bootstrap 4 như vậy. Rồi tôi sẽ mở cái file là demo menu tab lên và tôi sẽ đi viết code. Đầu tiên thì tôi sẽ code. Tôi chân than rồi tôi nhấn tab để nó generate ra mấy cái thẻ HTML mặc định cho tôi. Tiếp theo thì tôi sẽ đi loát mấy cái file CS, Bootstrap CS và Bootstrap JS rồi jQuery rồi. Thì tôi sẽ loát cho như sau. Đó, đầu tiên tôi sẽ loát cho cái file bootstrap.min.cs như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi loát cái file jQuery và cái file bootstrap.min.js rồi. Tôi sẽ để nó ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết code ở trên này. Ở trên tôi có thể div này. Rồi tiếp theo thì tôi có cái class này chẳng hạn như là container chẳng hạn. Rồi tôi sẽ viết cái style cho nó chẳng hạn ở trong này luôn. Tôi cho nó có màn pin top là bằng 100 pixel. Rồi tiếp theo trong này tôi có tiếp một cái thẻ disk nữa. Thẻ disk này bên trong thẻ disk này tôi có thẻ disk nữa. Cái thẻ disk này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi cái này tôi sẽ cho nó cái class là bằng column medium six. Rồi bên trong nó tôi lại có thẻ div nữa.
Rồi tiếp theo thì tôi sẽ vô cái mục cái trang Bootstrap. Thì tôi sẽ đi vô cái mục là còn tem này, tôi sẽ vô cái mục component, rồi tôi sẽ đi vô cái mục lab như vậy. Rồi tôi sẽ tìm đến cái phần menu tab. Đây, đây là cái phần menu tab. Thì nó có một số cái kiểu, nó có nhiều cái kiểu menu tab khác nhau. Tôi sẽ copy cái code ở chỗ này, cái kiểu chỗ này đi. Tôi sẽ copy cái code mẫu ở thằng Bootstrap rồi, và tôi sẽ chỉnh sửa. Thì chỗ này chỗ div có cái tab bằng tab bằng tên, tức là ý nghĩa của nó là cái chỗ này là nội dung của cái tab. Thì tôi sẽ thêm một cái nội dung của nó gì đó vào đây đại cho. Bây giờ tôi cho nó cái content đại như vậy. Rồi cái chỗ này tôi sẽ chọn nhà tab to detail. Rồi chỗ này tôi sẽ chọn nhà tab to detail. Rồi tôi vô cell. Rồi bây giờ tôi sẽ đi mở nó lên trên duyệt. Tôi sẽ mở trên Firefox chẳng hạn. Đó, thì bây giờ cái menu tab của tôi nó đã có giao diện như vậy. Và bây giờ tôi click cho refresh chẳng hạn, thì nó thì direct về cái trang home. Thì tôi muốn khi mà chúng ta refresh, hoặc là khi chúng ta có một cái form ở trên cái từng tab một, và khi mà chúng ta submit thì về server để xử lý, chúng ta check credit xong thì chúng ta phải refresh về cái trang hiện tại của cái form đó, cái form mà có cái tab đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Thì trong cái file folder.js thì tôi có một cái file cái tầm JS này, thì tôi sẽ đi viết code cho nó như sau. Đầu tiên thì tôi sẽ có cái bin thì tôi sẽ lấy là cái URL hiện tại. Tôi sẽ gọi occupant chấm location chấm tooching để mà lấy ra cái URL hiện tại. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái if. Cái này thì tôi sẽ check cái nếu mà cái URL này mà chấm mát với lại cái thằng thì tôi sẽ có cái đô la. Rồi tiếp theo thì tôi có cái gọi cái là laptop. Tôi sẽ có cái ở đây có cái laptop thì tôi sẽ xài cái này. Rồi tiếp theo là cái thẻ, trong cái nắp tab thì cái thẻ A tôi sẽ cần cái thẻ A thì tôi sẽ có cái href. Trong cái A thì nó có cái cục chính như là href thì tôi sẽ cho là thằng. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cộng với lại cái URL. URL là cái URL ở trên này, thì cái URL này chỗ này. Với lại cái URL thì tôi sẽ gọi cái hàm split. Rồi split này thì tôi sẽ split cái thằng ra. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái số 1. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cộng với lại cái đúng như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ gọi là chấm
tab. Rồi thì tôi sẽ gọi hàm sâu cho nó sâu cái tab này. Rồi tiếp theo thì tôi có cái rồi tiếp theo thì tôi có cái đô la và cái nắp tab và đây cái thẻ k. Thì nếu mà tôi sẽ gọi cái hàm on. Rồi tiếp theo là cái on này là sâu chấm bs chấm tab thì chúng ta sẽ gọi cái function. Tôi sẽ có một cái function này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ gọi window.location.h. Rồi tôi sẽ gọi target. a.target.h. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đi gọi cái file custom vô trong này. Tôi cần phải ngoát cái file custom.js vô trong này. Đó, thì tôi sẽ ngoát vô như sau. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ lên trình duyệt và tôi refresh lại thử. Đó, bây giờ tôi refresh lại thì nó đã giữ lại ở cái tag hiện tại của tôi như vậy. Nó không có redirect về cái trang home nữa. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái demo về cái phần mà làm cái menu tab mà khi mà chúng ta refresh lại trình duyệt, hoặc là khi mà chúng ta check validate thì chúng ta phải redirect về cái tab hiện tại. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn làm cái demo này, thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.